Hello, vâng, Thuỵ Vũ xin được gửi chào tới tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong cái video ngắn nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 10 này. Thì như chúng ta đã biết được thì hôm nay thì là ngày thứ 5 và chúng ta còn một cái ngày thứ 6 nữa để kết thúc cái tuần giao dịch này. Với tuần giao dịch cũng tương đối là thành công. Đối với thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta lại nhìn thấy là thị trường có những cái lực bán ở cuối phiên. Có những lực bán, tuy nhiên là cái lực giảm này chủ yếu đến từ VN30. Các bạn biết là và cái lực giảm này cũng chủ yếu bắt nguồn từ cái dòng banh. Khi mà một vài những cái mã không bắt nguồn từ trụ, khi mà những cái ngã họ Vin này và một vài cái mã banh thì nó có cái sắc đỏ VIX này, Vinhomes này, một vài những cái mã trụ khác thì nó đang có những cái sắc đỏ nhẹ thì khiến cho thị trường chúng ta nó giảm nhẹ như này. Còn chúng ta nhìn cái chỉ số phái sinh thì hiện tại cái bay phái sinh của nó vẫn đang dương, nên là cái gọi là cái kỳ vọng của các nhà đầu tư thì hiện tại là thị trường của chúng ta vẫn là cái kỳ vọng nó sáng sủa, tức là kỳ vọng nó tăng nhiều hơn, đúng không ạ? Còn là những cái tiêu đề chúng ta mình đã đặt này thì VNX của chúng ta thì theo nhận định của ITP cũng như của Thuỵ Vũ thì cái thị trường chúng ta nó đang tích lũy tại cái vùng này và nó chuẩn bị vượt đỉnh, chuẩn bị vượt cái ngưỡng khá là quan trọng 1400 ngay trước mắt. Hiện tại nó chạm cái ngưỡng 1400 và nó đang chững lại, thì hiện tại thì khi mà nó tích lũy đủ thì khả năng mà nó vượt qua cái vùng 1400 này là hoàn toàn xảy ra, 1400 và tiến lại cái vùng 1420. Lý do vì sao thì chúng ta có thể lưu ý là hiện tại khi mà chúng ta để ý cái dòng banh thì hiện tại thì đã là cái phiên T+3 và hôm nay là cái nhịp trả T+3 của những cái cổ phiếu banh, vì vậy nó có một sụt đỏ nhẹ này là rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Mình nói cái cổ phiếu banh này như hôm nay mình cũng đã khuyến nghị với các anh em ở trong team này, thì hiện tại là khi mà team của mình ấy, thì đã có những cổ phiếu thuộc cái dòng bất động sản dầu khí và liên quan đầu tư công thì điểm vào nó đã rất là đẹp rồi, thì hiện tại là chúng ta cứ gồng lãi thôi, gồng lời thôi, đến khi nào mà nó có một cây lên xấu thì lúc đó chúng ta hãng phải tính toán. Còn hiện tại cứ để nó chạy thôi. Khi mà chúng ta đã chốt lời được một phần, mình thường hay nói là chốt lời 1/2, còn để 1/2 còn lại thì nó cứ để cho nó chạy thôi. Và thì hiện tại thì chúng ta nên chuyển dòng tiền của chúng ta vào một cái nhóm mà mình nghĩ là nó sẽ có những cái tiếng nói của nó trong cái nhịp tiếp theo, đó là cái dòng banh. Khi mà những cái tin xấu thì có lẽ là đã ra hết rồi. Những cái cổ phiếu mà mình khuyến nghị thì đó là khối tư nhân thì có Techcombank, MB này, khối nhà nước thì chọn CTG, trong ngắn hạn thì có thể chọn SHB này. Thì chúng ta mở mua hôm nay đi, để làm gì? Chúng ta sẽ bắt cái con sóng mà nó vượt cái vùng 1400 này tiến về cái đỉnh cũ này. Tại sao lại thế? Tại vì khi mà chúng ta để ý cái phiên thứ hai vừa rồi, khi mà dòng banh nó rất là đẹp, khi mà nó thu hút được dòng tiền, nhưng mà những cái cổ phiếu mid cap, small cap khác thì lại không tăng hoặc là chỉ tăng nhẹ thôi. Thì đợt này thì mình đã hướng một phần dòng tiền của cá nhân mình, cũng như là nói chung là khuyến nghị anh em, nếu mà anh em có tham gia thì theo mình thì cũng ok, vào những cái cổ phiếu của dòng banh để ăn một cái nhịp mà bứt lên của thị trường này. Tại vì mình nghĩ là khi mà nó bứt qua cái vùng 1400 và khả năng mà nó bứt cả luôn qua cái đường cũ này thì cái dòng dẫn sóng thì sẽ là những cái cổ phiếu, nghĩa là một vài những cái cổ phiếu dẫn sóng là những cái cổ phiếu banh mà nó có cái cơ bản tốt hoặc là nó thu hút được dòng tiền ở cái phiên thứ 6 vừa rồi. Thì chúng ta để ý những cái con banh trong cái phiên thứ hai, rồi vừa rồi nó đẹp ấy, thì mình có khuyến nghị anh em ví dụ như là Tech này, MB này. Đấy. Thì hôm nay thì cá nhân mình cũng mua Tech ở giá 52.4 nhá. Thì mình cũng nói luôn ở trên Zoom này. Anh em nào mà muốn có cùng chi hướng thì chúng ta có thể theo. Còn cái việc mà mua mà đó sau đó chốt lời hoặc là cắt lỗ thì nó là điều rất là bình thường đối với mình thôi. Chúng ta có mua thì chúng ta mới có chốt lời nhá, còn có cắt lỗ thì chúng ta mới rút kinh nghiệm. Nên là cái quan điểm cá nhân mình, mua bán thì cứ thoải mái thôi. Thì hôm nay các bạn có thể nhìn danh mục của mình, thì hôm nay có nhập thêm, hôm qua thì mình bán BBB thì hôm nay nhập thêm Techcombank này giá 52.4 này. 52.4 thì hôm nay về đến nhà thì là 52.5. 52.5 thì gọi là hòa vốn này. Đó. Hôm nay thì danh mục thì đây, đích thì đây, vẫn cứ tăng này. C4G thì hôm nay đóng ở 18.4, chưa hết phiên. Còn này thì nếu mà đóng ở 11.8 thì mình hòa vốn đó, nhưng mình chả ăn được cái gì cả. Nghĩa là trong cái danh mục địch có C4G và Techcombank thì là mua sau cùng, thì hôm nay Techcombank mới mua thì đang hòa vốn này. Đầu những cái con khác thì là ít nhất thì cũng tầm khoảng 8% rồi, như kiểu Hòa Bình hay là FCN thì cũng được 8% rồi, 7-8% rồi. Mà trong đây thì những cái con dài hạn mà mình không cần để ý, không cần quan tâm đến là những cái con này. Đây, ba cái con trên cùng này thì mình không quan tâm đến nó. Tại vì mình đã chốt là một lửa gần 20%, còn lại một phần còn lại thôi. danh mục này thì cũng sẽ tiếp tục theo mình. Còn là mình sẽ cơ cấu một trong hai con này C4G và FCN. Trong những cái nhịp tiếp theo thì mình sẽ cơ cấu một hàng, tức là nó không xấu nhưng mà mình vẫn cứ chốt lời thôi. Bởi vì chỉ là một danh mục chỉ nên còn tầm khoảng 6 cổ phiếu thôi, 6 cổ phiếu, 6 đến 7 cổ phiếu thôi, một cổ phiếu một ngày. Còn khi mà có những cái nhịp mà nó khó khăn nữa của thị trường thì sẽ cơ cấu tiếp, cứ cơ cấu dần thôi. Nói chung là bây giờ thì chúng ta khi mà chúng ta thị trường nó ổn như này thì chúng ta đánh nhiều mã thắng chứ không phải là trận độc trong cái danh mục này. Như hôm qua mình có nói, cái dòng bất động sản đúng không? Bất động sản này vẫn cứ tiếp tục đẹp, nhìn đích là biết rồi. Đích Lam Long quá đẹp này, CICU này hôm nay cũng khá là đẹp này. CICU vẫn khá là đẹp này. Hôm nay là chúng ta thoải mái nắm giữ này. Còn mà hôm qua mình nói các bạn là còn sale này, hôm qua các bạn họ mua, nói chung là những cái con này nên mua nền trước, chứ còn những cái cây như này thì chúng ta chỉ nên mua thêm thôi. Nếu mà chúng ta mua cây này thì cũng được nhưng mà chỉ nên tỷ trọng nhỏ thôi, tỷ trọng nhỏ này, hoặc là mua một tỷ trọng nhỏ thôi. Tại vì hôm nay tiền có vào này, trong bất động sản này, đến cái giai đoạn này quá là đẹp nhá. Ví dụ như đích này, mình có hẳn một video khuyến nghị luôn đúng không? Thì khi mà chúng ta mua ở những cái vùng 29, 30 này thì ta lên đây đã được 25% chứ không phải ít đâu. Nếu những cái con này thì mình kẽ nó thôi, mình chốt lời một nửa thôi, chốt lời một nửa thôi, còn lại thì cứ để nó chạy đi đâu nó chạy. Hôm nay cũng làm Từ Liêm thì chỉnh nhẹ này, Đất Xanh hôm nay cũng vẫn xanh này, 0,5 này. Hàng điện HDC thì nó giảm là tăng thôi chứ còn nó chả xấu. CRS tăng 0,2 này, Sichu tức là hôm nay những đó ok. Dòng bất động sản này thì quá đẹp, hôm nay dòng chứng khoán đẹp này. Hôm nay các bạn nhìn cái độ rộng của thị trường này. Tuy thị trường đỏ những cái độ rộng như này thì mình nói thật với các bạn là các bạn vui hơn là khi thị trường xanh, như cái phiên thứ hai vừa rồi ấy. Mình nói thật, phiên thứ hai vừa rồi thì banh xanh ấy, nhưng mà không phải là những cổ phiếu khác mà nó cũng xanh như thế đâu. Là mình có nói các bạn là tại sao mình lại phải đặt chờ một cái con banh ở đây là vì thế. Hướng dòng tiền của mình sang một cái con banh như thế, tại vì nếu mà khả năng mà thị trường nó bất định ấy, thì tiền nó thu hút vào banh thì chắc chắn Techcombank là mới có con mà dòng tiền sẽ vào. Thì mình sẽ bắt cái nhịp đấy để cho cái danh mục của mình kể cả trong những cái phiên như thế thì nó cũng vẫn cứ xanh, trong những phiên như thế vẫn cứ xanh. Giai đoạn là bất định như này thì mình nghĩ là nó sẽ dùng trụ nó đi, chỉ dùng trụ. Còn những cái cổ phiếu khác trong danh mục ấy thì các bạn cứ chốt được 1/2 rồi thì chúng ta cứ mà trả gồng lãi thôi, thoải mái, đánh thoải mái này. Hôm nay có mở zin ra để mua Techcombank một ít này. Okay, đây là cái gì mà chúng ta hôm nay dòng bất động sản khu công nghiệp này cũng khá nhiều con đẹp nhé. Mình cầm Kinh Bắc, hôm nay Kinh Bắc thì lại giảm 0,9%, khối ngoại bán ra 2 triệu cổ cũng là một cái lý do, nhưng mà chả vấn đề gì cả. Khi mà các bạn ăn đến 15-20% thì nó giảm tí tẹo với một cái vô tí tẹo như này thì chả vấn đề gì mà chúng ta phải lo. Đấy, cái vô này nó thấp hơn trung bình 20 phiên này. Không có gì phải lo ngại. Đấy, còn đang tích lũy vùng đỉnh nhé. VGI hôm qua này vẫn tốt này. Hàng không chứ có gì này, dược, GBC, cao su, cao su này đẹp nhé, DRI, cao su này đẹp, cao su với dòng cao su, dòng bất động sản công nghiệp này quá khá đẹp. Liên quan bất động sản là giai đoạn này, quý 4 này là ăn đấy, nên là mình vẫn có nói các bạn là lên có một cái cổ phiếu nào liên quan đến bất động sản hoặc bất động sản công nghiệp trong danh mục nhé, mình nó thẳng luôn như thế. Cái GMD này hôm nay chúng ta quan sát này, GMD mà nó cứ xuyên quanh cái vùng này là có cái điểm vào ngắn hạn này cho chúng ta này. Hôm nay là ITB cũng có cho mua trước rồi. GMD này. Điện ok này, dầu khí đấy, dầu khí thì hôm nay nó vẫn cứ bình thường đấy nhá. Hôm qua thì có một bạn ấy nhắn tin hỏi mình là tại sao anh lại chốt BSR mà giữ lại PVD. Thì mình vẫn cứ nói với các bạn là BBSR và BBD thì mình đánh giá là số 1, số 2, nhưng mà mình chọn BBD tại vì con BBD này nó thuộc sàn HOSE và cái số lượng cổ phiếu của nó đang lưu hành thì nó ít, rất là ít, nhưng mà nó đánh nó sẽ dứt khoát hơn là con BSR. Các bạn nhìn thấy cổ phiếu của BBD đang lưu hành là tầm khoảng 400 triệu cổ. 400 triệu cổ với cái cơ cấu thông tin cơ bản này. Với lại tập đoàn nhà nước thì đang cầm 50%, tức là ở bên ngoài thị trường nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 200 triệu cổ thôi. Nên khi mà đánh là nó sẽ đánh bốc hơn. Đánh bốc hơn. Còn BSR thì chúng ta có thể xem là cái cổ phiếu lưu hành bên ngoài của nó khá là nhiều, với hơn 3 tỷ cổ này. Hơn 3 tỷ cổ này. Hơn 3 tỷ cổ và cái không nhỉ? Sao không có? Danh sách cổ đông cái này không có cái gì nhỉ? Nói chung là hơn 3 tỷ cổ này. Là cái nhỏ lẻ hay là những cái nhỏ lẻ thì nó tham gia ở đây khá là nhiều, nên là mình mới chọn con VPBD thôi. Nếu mà các bạn có thời gian ấy, nếu mà nói thật các bạn trading, các bạn có thời gian thì các bạn nên chọn BSR. Tại vì BSR này đánh T0, T1 rất là thích. Cái biên nó rộng hơn. Cái biên nó rộng hơn nhé. Nên là chúng ta có thể tham gia. Đấy, tùy theo lựa chọn các bạn thôi. Mình thì mình chọn BBD. Dầu khí này, dầu khí hôm nay cũng sắc xanh này, hôm nay 252 mã xanh mà thị trường đỏ, nhưng mà là đầu đỏ đẹp. Nông nghiệp này pan đẹp này, hôm trước này, bạn nào đang hỏi pan thì pan nó đi kiểu này ấy. Pan nó luôn đi kiểu này nhá. Ngày mai nó lại tiếp tục, ngày mai nó sẽ bứt đi một cây nữa, sau đó lại tiếp tục nó trả lại cái điểm 31 đấy. Rất là nhiều mã xanh, đã là ổn này cho chúng ta nắm giữ. VCC này hôm qua mới nhắc đến dòng xi măng xong. Dòng xi măng khỏe hơn, hiện tại đang khỏe hơn mấy dòng kia. Dệt may. Ok, ngày mai thì mình vẫn HTLG và VGT nhá. Tính khoản quá là ổn này. Đạm này lại tiếp tục đi. Thị trường quá đẹp này. Danh mục của các bạn tăng vèo vèo còn gì nữa. Mà xây dựng công trình thì đậu cũng xây dựng công trình hôm nay xanh ấy, nhưng mà mình thì mình lại không chọn được con lít này, mình lại chọn C4G thì hiện tại nó vẫn đang hơi y. Hơi y, hôm nay như này là họp vốn, này vẫn đang chờ một cái cây như này của lít này. Giống cần một cái cây như này của lít để nó chạy này. C4G đang chờ một cái cây như thế đấy. Kiên nhẫn thôi. Ok. Dòng nghĩa đường sẽ có gì? Thép ổn. Than ổn, nói chung hôm nay thị trường xanh đẹp đúng không các bạn? Đỏ nhưng mà đỏ đẹp. Đỏ đẹp nên là này, chúng ta cùng xem lại BNX một chút đây. Hiện tại thì 2, 3, 4 áp lực điều chỉnh của nó thì nó vẫn có, nhưng mà cái giai đoạn này nếu mà thị trường chỉnh về thì cái cơ hội mà chúng ta tham gia lại quá đẹp luôn, quá đẹp về cái vùng 1365. Nếu mà có cái nhịp chỉnh về đây thì lại quá đẹp luôn, thật sự như thế. Bởi vì bây giờ thị trường mà chúng ta mà muốn đi tầm khoảng 30 điểm như này là phải đi banh đúng không? Đi bằng banh, đi giảm bằng banh. Mà banh bây giờ các bạn nhìn thấy là nó đang tích lũy khá là ổn rồi, nên là khả năng mà điều chỉnh sâu nó hơi khó. Như cái tiêu đề mình nói, khi mà cái áp lực điều chỉnh nó khó như thế thì nó mà tích lũy, cứ tích lũy ở trên cái vùng đỉnh này thì cái khả năng vượt đỉnh của thị trường của chúng ta là khá là rõ, khá là rõ. Chỉ cần banh nó lên tiếp một cái thôi thì nó sẽ vượt nhá, nó sẽ vượt qua đỉnh này. Nên là các bạn đang cầm cổ phiếu, ví dụ như team mình thì mình đang khuyến nghị là cứ cầm hết bằng tiền mặt đi cho mình, hoặc là những cái cổ phiếu mà đã chốt lời được một nửa thì cứ từ từ. Hôm nay thì có hướng về cái dòng banh một chút thì chúng ta có thể bắt trước cái nhịp kéo này, để bắt cái dòng banh này có lợi nhuận. Còn nếu mà được chỉnh sâu đây thì cái margin mà chúng ta đã chốt ấy, thì đây này là cái cơ hội để chúng ta đánh cái margin đấy. Mình đánh kiểu gì cũng đánh được không? Nếu mà điều chỉnh thì cũng có mua được, mà nếu mà vượt đỉnh này lên thì banh kéo là chúng ta thêm banh vào là ok. Những cái cổ phiếu khác thì quá là ổn rồi. Rồi ok, đấy là tất cả những gì mà chúng ta có thể quan tâm. Hôm nay thị trường thì giảm 0,06 điểm, nói chung là có đỏ nhưng mà đỏ tham chiếu, và VN30 giảm 2,17 điểm. Nói chung là cái đoạn cuối mà nó đỏ này là phục vụ phái sinh, đi theo chỉ số phái sinh, chứ còn không có cái gì quá là khá là ổn. Ok. Rồi chúng ta xem hôm nay nước ngoài sao. Nước ngoài hôm nay bán 644 tỷ, tập trung Hòa Phát. PNSSI Kinh Bắc. Ngày hôm nay Kinh Bắc bị bán này, bán 2 triệu cổ này, nó hiện vào đây. Nói chung Kinh Bắc chốt lời, người ta có lời người ta chốt. Tự doanh thì các bạn nhìn thấy 246 phiên hôm qua thì chúng ta lúc mà chúng ta nhận xét thì nó chưa update cái chỉ số này đúng không? Hôm qua thì nó đây, nó đang gom vào những cổ phiếu như này đây. Hôm nay thì không biết là như nào, hôm nay chắc cũng vẫn mua đây. Ok, đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta chú ý xem thế giới, ngó thế giới tí nào. Thế giới thì xanh đỏ đan xen, đỏ nhiều hơn. Nói chung là thế giới khá ổn định, không có gì mà phải quá lo lắng. Giá dầu thì giá dầu vẫn cứ tăng này, giá dầu vẫn cứ đang có cái xu hướng mà vẫn cứ tăng. Đây là những thông tin hỗ trợ cho dầu khí. Giai đoạn này thì mình vẫn nói các bạn đã có dầu khí thì các bạn cứ cầm, đã chốt lời một nửa thì cứ cầm dầu khí cho mình. Cứ để nó chạy đi đâu thì chạy, đến khi nào nó không chạy được nữa thì lúc đấy kể cả ví dụ có 2 cây sàn này chăng nữa thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng 14% này đúng không? Mà chúng ta ăn được khoảng 20-30% thì cái 1-2 cây sàn này chúng ta vẫn cứ chịu được bình thường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với lại những cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ. Chúng ta cùng xem qua một chút. Qua một chút về cái tình hình ngày hôm nay. Tất cả những cổ phiếu mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ngày hôm nay. Rồi, ok. Ngân hàng. Vietcombank chưa có gì cả, sau những cái phiên kéo lên con thị trường thì bây giờ nó tích lũy lại như thế này ổn nhá. Đó, thì mình có hướng sang các bạn sang Vietcombank, PID cũng thế. Chung là mình không có khuyến nghị các bạn đánh hai con lớn đấy đâu. CTG đây, trong banh nhà nước thì mình có nói mũi CTG đây, CTG thì nó cứ tích lũy như này nó ổn nhá, nó vẫn cứ ổn nhá. Còn mình thì mình chọn Techcombank này, bởi vì sao? Cái lượng hàng ở trên đầu mình nhìn thấy là nó ít. Chỉ cần vượt qua lại một phát qua vùng 53 cái là lượng hàng trên đầu nó sẽ ít, nó sẽ bay, nó sẽ nhanh hơn. Còn tech này thì sẽ còn ổn hơn. VPBank này. VPBank lúc ITC là bị đạp xuống mà giờ lại xanh à. Lại xanh này, VPBank thì vẫn ổn này. Mình thì mình cứ căn cứ vào cái phiên thứ hai rồi ấy, những cổ phiếu mà nó có cái lực dòng tiền vào mạnh ấy, thì mình sẽ chọn những con đấy. Trong cái thứ hai vừa rồi hình như có HDB có mạnh rồi, không phải HDB, chỉ có MB với Tech à, mình thấy MB với Tech này, các bạn nhìn này, cái lượng vào này nó rất là ổn này. Tuy nhiên cái lượng trả cung thì cũng không kém đâu. MB thì khá là ổn này. Đấy, hai con này thì các bạn cứ chọn một trong hai con. CB nói chung dòng banh thì mình đánh giá như hôm qua mình nói là điểm mua thì khá là an toàn, nhưng mà bây giờ mà nếu mà thị trường sập sâu thì dòng banh nó sập thì nó khá là khó. SHB thì bây giờ mai mà nó về được cái vùng 228.5 này thì ổn này. Mai nó về bao nhiêu rồi? 29 này, mai về đến 28.5 là chúng ta bắt cái nhịp điều chỉnh này. Cái dòng banh thì chỉ mấy con nhé, chúng ta chú ý là nó phân hóa này, nó không phải khó mà đi theo dòng lắm. Chúng ta cứ chọn con nào mạnh thì chúng ta đánh nữa. Chứ còn bây giờ đánh cả dòng là hơi khó này. Dòng bảo hiểm BVH vẫn ổn, chẳng vấn đề gì cả. BVH thì chúng ta chặn lãi cái vùng 59 nhá. Chưa mất 59 thì cũng cứ thoải mái bình tĩnh. Hai con này cũng thế, PVI hơi yếu hơn này, PVI hơi yếu hơn này. PVI thì hơi yếu hơn này, chúng ta chú ý PVI này. Có một cây nến đỏ này chúng ta nên thoát, mất cái vùng 45 chúng ta nên thoát. Dòng chứng khoán hôm nay chứng khoán thì những cái mã lớn như SSI, HCM, VND thì lại xấu, không có gì là đáng nói. SSN chỉ tăng được 0,8% thôi, nhưng mà những cái con nhỏ khác như APS này. Hôm nay con gì tăng trần này, AS nhỉ. Đây những cái con mà hôm trước mình có bảo các bạn là BVS đúng không? BVS hôm nay tăng, Cái vùng hỗ trợ khá là ổn đây này, chúng ta mua ở cái vùng này thì chúng ta mua hỗ trợ khá là ổn, cả MBS cũng thế. Hai con này, còn những con khác như BSI và FTS này nó đang thể hiện tốt này, chúng ta có thể canh điều chỉnh chúng ta vào này. Đây là cái dòng chứng khoán thì chúng ta chú ý mấy con đấy thôi. Bây giờ nó phân hóa này, chúng ta cũng phải lựa chọn hàng mà đánh. Con này thì nó chưa có gì là xấu nhưng mà nó cứ tích lũy thôi, nó cứ tích lũy thôi. Thì mấy con này thì nó cứ tích lũy thôi, nó cứ nằm trên cái đường màu đỏ, đường Kijun của chúng ta thì chúng ta cứ nắm giữ bình thường thôi. Dòng chứng khoán thì chả có con nào xấu cả, không hề có con nào xấu cả. HCM hơi yếu này, HCM đang hơi yếu này, HCM hơi yếu, HCM hơi yếu nhá. Những con lớn này lại đang yếu này, chưa có dòng tiền vào nên nó chưa đẩy được. Những con nhỏ hơn thì dòng tiền nhỏ vào nó có thể đẩy được. Còn những con lớn này thì chưa đẩy được đi. Để tiếp tục dòng bất động sản này, VIX thì đang gặp cản, khả năng nó bứt qua thì nó hơi khó nhá. Vinhomes thì đây mình đã nói đấy, gặp cái vùng ở trên đây nó đang rút về này, phiên ngày mai nó tích lũy trên cái vùng 78.5 thì là ok nhé, 78.5 là ok. Hai phiên nó nhả này nhưng mà những cái phiên tiếp theo nó cứ tích lũy trên cái này là ok. Còn con này thì không thích hợp trong ngắn hạn đâu, mình nói rồi. Đô Valen cũng vậy, mấy con to này thì hơi khó. Đô HDC mấy con này thì vẫn tăng thôi, nắm giữ thì khá tốt nhưng mà điểm mua thì không có. Cả đích điếc này, Nam Long này vượt đỉnh đẹp nhỉ, vượt đỉnh khá là đẹp này. Tự nhiên đây dòng bất động sản thì nó chạy hết rồi, không còn sell thì các bạn mua cũng được nhưng mà mua tỷ trọng nhỏ thôi, tại vì nó cần thêm một cây nữa thì nó mới xác nhận là nó bứt qua cái vùng 11.5 này thì mới ổn này. Còn sell này còn chạy sau cùng nên là chúng ta lưu ý, nếu mà là chạy sau cùng thì nó gọi là nó yếu hơn so với bọn kia nên là nó dễ dính cái nhịp điều chỉnh sớm hơn đoạn kia. Chúng ta đánh sau chúng ta chấp nhận thôi. Khang Điền hôm nay cũng Khang Điền cuối phiên thì cũng bị chốt à. Ok rồi, nói chung là trả như này là ok rồi. Đạt Phương, CRS hơi yếu ấy. Là 14 lại chạy. Ok, đây là dòng bất động sản. Bất động sản thì chúng ta cứ nắm giữ nhé. Còn điểm mua thì mình không có khuyến nghị đâu. Bây giờ quá khá muộn. Kể cả bất động sản hay dầu khí, xây dựng công trình này cũng thế. Mua khá lâu rồi. Hòa Bình thì đợi thôi, nó còn dư địa tăng ấy. CTD định vệ, bọn này thì FCL cũng phải tích lũy thêm nhé. Để đi mạnh chưa được đâu. ASM thì hôm nay giảm 0,6, hai phiên tăng, hôm nay phiên giảm không có gì cả. C4G thì mình cũng vẫn đang đợi đây, vẫn đang đợi cây này đây, giống con Lick này. Đấy, đợi cây này đây, nắm giữ khá là ổn. Bất động sản khu công nghiệp sao? Kinh Bắc ổn này, Kinh Bắc đang tích lũy thoải mái nắm giữ đây các bạn. Nếu mà nó về được cái vùng 44 này thì chúng ta lại mua được. Kinh Bắc tích lũy thêm thôi. GVR vẫn ok, GVR tăng rồi. Chúng ta cứ lưng chặn lãi này, hôm trước mình có bảo cái vùng 36.5 đúng không? Bây giờ chúng ta lại lưng chặn lãi thôi. Lưng chặn lãi lên cái vùng 37. Còn kệ nó đi đến đâu nó đi, đã xác định là giữ dài hạn thì quan tâm đến target. Mà nó mất hỗ trợ chúng ta, một là chúng ta chốt khi mà thấy đủ. Con này sẽ có rung lắc ở cái vùng này rồi, vùng 40 này. SCR điều chỉnh bình thường. Sau một nhịp tăng thì nó điều chỉnh nó là bình thường. TRH đang nghỉ này, đang dừng này. Những con này nó tăng nhiều quá này. Thì 2D thì nó yếu. IDC này, IDC ông mất hàng, còn phía này rất dễ mất hàng. Này nó lại tăng lên 9,6%, đánh con này đâu đánh giống Kinh Bắc. Kinh Bắc cái nhịp trước có một cây như thế. Đây. Đâu như đây. Đây. Kinh Bắc có một cây như thế này, sau đó nó kéo lên luôn. Thêm một cây nữa này. Đấy là IDG này lại bật đi này. Ok, đấy là dòng bất động sản công nghiệp. Nói chung là ổn thôi, thị trường ta xanh như thế thì chưa có cổ phiếu nào xấu à. Nắm giữ cứ thoải mái nắm giữ. Dòng dầu khí cũng thế thôi, dầu khí này. BSR là tích lũy quanh vùng 22 dưới vùng 23 này là thoải mái. BBD cũng vậy. Kệ, bây giờ mình nói mấy cái con dầu khí này mình cứ kệ. Mua bây giờ chắc chỉ có mỗi oi bây giờ nó đang tích lũy ở đây, chúng ta mua vị thế ở đây rồi để chúng ta đánh cái nhịp sau thôi, chứ còn mình còn bên trên này thì hơi khó mua, chưa có cái nhịp chỉnh nào nó chuyển chỉnh nhẹ sâu sâu một chút để chúng ta lên nó mới an toàn. Hiện tại hơi khó mua. Dòng vật liệu xây dựng mấy con này để tích lũy thì mình vẫn có các bạn nó cứ thoải mái chúng ta nắm giữ thôi. Ngoài xi măng tăng đây nó tích lũy kiểu này xong nó có một cây tăng này là chúng ta thoải mái nắm giữ thôi. Còn vào cái vùng này thì chúng ta đánh tới cộng thì ok, còn với những cái chạc như này thì nó đã lên được đến gấp đôi rồi thì chúng ta đánh trung hạn thì nó hơi khó, trung dài hạn hơi khó. Chúng ta xác định chúng ta vào những con này chúng ta đánh ngắn hạn. Mình lướt nó hơi nhanh các bạn nhé, cái này thì công việc hàng ngày cho nên nó chẳng có gì khó. Khó cũng thế, sẽ đánh ngắn hạn này. Bật thêm phát nữa thì các bạn hoàn toàn có thể chốt ngắn hạn được. TACTI Vicostone này, Vicostone thì cũng là một nhịp ngắn hạn được các bạn nhé. Mua quanh mùng 126 127 các bạn hoàn toàn đánh ngắn hạn được. Dòng thép Hòa Phát. Ok, dòng thép này trước lại thôi. Cái nhịp này thì các bạn thoải mái các bạn nắm giữ nhé. Nó cái nhịp này thoải mái các bạn nắm giữ, tại vì cái vùng chặn lãi của ITP ở cái vùng 46 nữa cơ. Còn hoa sen này thì bọn mình mua ở cây này. Đây, cây này này hiện tại vẫn đang nắm giữ 1/2. Tại vì mình là người khuyến nghị con này nên là mình cứ kẽ đó này, đến khi nào nó mất cái vùng 46 này mình chặn lãi 46 nhé, mất vùng 46 này mình mới thoát. Kim cũng thế này, mấy con này thì vẫn ok này. Thép thì vẫn cứ giữ này, hôm trước thì mình nói là thép này bây giờ nó cứ tích lũy này. Đây 2 4 6 8 9 thôi. Phiên ngày mai là phiên thứ 10 này. Đấy, xong nó lại đi một cây, xong nó lại tích lũy thêm khoảng 2 tuần nữa đi một cây. Đấy, nó không đi kiểu tính theo ngày đâu, tính theo đơn vị ngày đâu. Bán lẻ Masan. Masan vẫn tích lũy thoải quanh cái vùng giao găm này vẫn ổn, quanh cái vùng Kijun vẫn ổn. PNG ok. Vinamilk ok. Vinamilk lại đi chậm quá. Vinamilk là nó đánh nó. Hôm nay thì ITB cũng cơ cấu con này, tại vì con này nó chậm quá mà trong cái giai đoạn này thì có những con nó mạnh hơn. Nên là bọn mình bán con này đi lại 2% để mà đánh sang con khác. Có những cái mã khác nó ổn hơn thì gọi là cũng cơ cấu đấy, trong nhịp lên cũng đã cơ cấu được mà trong nhịp xuống cũng đã cơ cấu đó. Mà bây giờ đây lại đi trước lại 0,3%. VRE lại xanh lại này, không biết có phá được cái cạn 31 hay không. TN vẫn ổn này. TN vẫn đang tích lũy này. FRT vẫn ổn này. FRT chú ý chặn lại cái vùng 46 nhá, 46.5 nhá. Có một cái nến nào mà nó đâm thủng vùng 46.5 này chúng ta có thể thoát này. Easy World. Công nghệ FPT tích lũy này. CMG. Rồi hôm qua nó đẹp rồi. ITD lại tăng này. ITD lại tăng. Hôm qua dòng công nghệ tăng, hôm nay vẫn cứ tăng. TB2 chủ yếu nó tích lũy thôi đúng không? Dòng này nó chưa khỏe. ITP thì hơi yếu này, ITP hơi yếu này. PPC cũng hơi, nói chung là giai đoạn này mà nó tích lũy lâu quá như này thì cũng, chúng ta có nhiều những cái mã mà chúng ta chọn được đẹp hơn. Kể cả GX bọn mình nó không có xấu đâu, nhưng mà nó tích lũy lâu quá, nó chậm trong cái giai đoạn này quá thì chúng ta cơ cấu chúng ta đánh mã khác. Còn nếu các bạn nào mà là khó khăn về điểm mua thì cứ nạc mình của ITP này. Hôm nay thì IP có cơ cấu này, cơ cấu bớt này, để mua SBS này, bán GX này, bán cả Kinh Bắc luôn này. Đây còn có 1/2 thôi. Bán cả KBC này để mua lại những cái con mà nó ổn hơn này, ví dụ GMD này, OGC này, SCI và HAX này. Đấy, điểm mua thì các bạn không phải lo nhé. Bọn mình cái giai đoạn này nó full này, 45 mã full này. Nên cần phải cơ cấu lại để nó vào những cái mã nó triển vọng hơn. Cảng biển này có cho mua GMD này, đang tích lũy ổn, có mua được. HAH đánh cái nhịp ngắn ngắn này, kể cả Sài Gòn Post cũng ok các bạn nhé, SHB cũng ok, các bạn có thể tham gia được. Dòng thủy sản thì nhưng nói không có gì cả, dòng thủy sản này không có gì cả, không có gì nổi bật cả. Xét mai thì vẫn chú ý TNG và VGT, vẫn hai cái con đây, các bạn cứ đánh xoay quanh hai con đấy cho mình. Sợi thế kỷ dòng nông nghiệp thì có lộc trời này, trời vẫn cứ giữ đó, cứ tiễn này giữ đấy, mua thì không mua được cái trạng này rồi. Và cô tích lũy là cô mà nó có cái nhịp đỏ dưới cái vùng 56 chúng ta hãng tham gia, hiện tại không nên tham gia. Còn này nó vẫn còn tích lũy thêm ấy, tích lũy tầm khoảng tuần nữa thì chúng ta hãng tham gia nhé. Để Dabaco pan hôm nay đẹp rồi. Đây, các bạn cứ nhìn này, cây nó bật lên thì nó bật lên khá là mạnh, sau đó nó điều chỉnh thành còn thấp, sau đó lại bật lên cây mạnh, chúng ta cứ nắm giữ. Em yếu, em ý đấy quá. Em này mất hà 30 này, chúng ta nên thoát này. Phần bòn vẫn chạy đúng không? Dòng đường hôm nay không có gì cả, đường một phiên rồi. Hàng không hôm nay không có gì cả. Ok, đây là tất cả những cái cổ phiếu mà chúng ta chú ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay để xem là thị trường này có cái những cái cổ phiếu lớn này, ITA hoặc Phát, HQC, xem mấy cổ phiếu này xem nào. Xem mấy cổ phiếu này có lượng giao dịch nó khá là lớn này, chúng ta cũng xem nào. ITA và HQC, ITA hôm nay dòng bất động sản khu công nghiệp này chắc nó cũng nó bật lên đây này. QC bật quảng cáo FLC, HAG, FLC đang có cản 127. Các bạn có chú ý nhá, đang có vùng cản này. Cổ đông của FLC, HAG chưa có gì cả, có phiên hồi phục rồi. Thì hôm nay có tăng 1,8%, có dòng tiền vào nhưng mà nó vẫn còn hơi khó khăn ở cái vùng hộp này, chưa vượt qua được cái nhịp trước của nó. Con này thì hồi trước là mình có quan sát được con là IDC thì đấy, cũng cùng cái vùng hộp này thì IDC đã bất được đi rồi, còn là AA thì vẫn đang hơi chậm hơn đồng đội. Tiếp tục dòng tiền này vào nó cũng bứt. Ok, nên các mã hiện tại thì mình Đấy, chúng ta nắm giữ thì hoàn toàn ổn nhé, còn cái điểm mua thì nó chưa được đẹp nữa. Thỉnh thoảng có một cái vài mã thôi, chứ còn thỉnh thoảng có một vài cái mã đẹp đẹp. Tự nhiên nó lại bị loạn này. Ok, thì chúng ta cùng điểm qua cái VN-Index chúng ta một chút nhé. Thì nếu mà thị trường chúng ta có những nhịp rung lắc thì nói thật là đấy là cái cơ hội để chúng ta, những cái người mà đã chốt margin ở trên này này, chúng ta mở mua margin lại. Còn nếu mà nó không về được đây là nó bứt lên cái vùng này thì như mình đã nói, thì khi mà thì một là chúng ta có thể mua thêm cái vị thế mà chúng ta, nghĩa là mua thêm những cái cổ phiếu mà chúng ta đang có trong danh mục, hoặc là như cá nhân mình thì mình đang phòng một con banh, nếu mà nó bứt lên lên cái thì mình mua thêm con banh, thế là xong. Hiện tại thì cổ phiếu mình thì mình cầm tiền mặt, hôm nay có mở mua Techcombank thì bằng tiền margin. Nếu ngày mai mà con kinh Bắc này nó có nhịp nhún xuống phát nữa là mình mua thêm. Có thêm cái cổ phiếu nữa, chứ là giai đoạn này thì mình mua đỏ, nhưng mà trong cả những cái thời gian vừa rồi thì cái cổ phiếu của mình nó không đỏ cho mua, hoặc nó đỏ cho nó chỉ đỏ có 1% thôi, thì chúng ta mua nó không bỏ. Đỏ có 1% này thì mua nó không bỏ. Rồi, ok, mình sẽ xin phép được kết thúc cái buổi livestream đây. Chúng ta sẽ cùng hướng tới cái đỉnh cao mới của thị trường. Cái danh mục của chúng ta thì chúng ta đã chốt lời rồi, thì chúng ta cứ gồng lãi thôi. Bây giờ có cái tín hiệu gì nó xấu thì chúng ta sẽ thoát cái phần mà chúng ta gồng lãi ra. Đấy, đơn giản thôi, cách đánh đơn giản đấy thôi. Thị trường tăng thì ai cũng vui. Ok, mình xin phép được từ buổi livestream này. Anh em chú ý đây là một cái buổi công chiếu thôi, nên là nếu mà mọi người mà có cái thắc mắc gì thì chúng ta cứ liên lạc với mình qua cái số Zalo mình để trên màn hình nhé, hoặc là bình luận ở dưới cái video ấy, thì mình sẽ trả lời ngay trong buổi tối hôm đấy hoặc buổi chiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.